Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày 13 tháng 1, tại huyện Châu Thành, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang trang trọng tổ chức lễ dân hoa, dân hương viếng nghĩa trang liệt sĩ tỉnh nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. Tham dự lễ viếng có các đồng chí Thượng tướng Bùi Văn Quấn, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Lê Văn Nưng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành đoàn thể các địa phương, lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh, các đồng chí lão thành cách mạng tham dự lễ. Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã đặt vòng hoa lên đài tưởng niệm, dâng hương và dành một phút mặc niệm để bày tỏ lòng thành kính và biết ơn vô hạn đối với sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu anh dũng hy sinh để bảo vệ Tổ quốc, giành độc lập cho dân tộc, đem lại tự do, hòa bình cho nhân dân. Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh An Giang nguyện sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại, phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương, khối đại đoàn kết toàn dân tộc, ra sức thi đua xây dựng tỉnh An Giang ngày càng phát triển, xứng đáng với sự hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sĩ, tiếp tục chăm lo các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, giúp đỡ và tạo điều kiện cho các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, các mẹ Việt Nam anh hùng vượt lên khó khăn, phát triển kinh tế, xây dựng quê hương ngày một giàu đẹp hơn. Tiếp đó, từng đoàn đã thắp hương các phần mộ các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân, bày tỏ lòng thành kính, biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của các anh. Ngày sau lễ viếng nghĩa trang liệt sĩ tỉnh, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang tổ chức lễ dân hoa tại tượng đài Bắc Thôn, thành phố Long Xuyên nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. Trước tượng đài Chủ tịch Tôn Đức Thắng, các đại biểu dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Tôn Đức Thắng, người con quê hương An Giang, nhà cách mạng lỗi lạc, người thợ tiêu biểu của giai cấp công nhân. Trong suốt quá trình hoạt động cách mạng, Chủ tịch Tôn Đức Thắng đã để lại những dấu ấn không thể xóa nhòa trong lòng các thế hệ người Việt về tấm gương đạo đức cách mạng, suốt đời cần kiệm liêm chính, hết lòng hết sức phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân. Và chính người mãi mãi là tấm gương sáng để các lớp thợ trẻ noi theo.